nay là em ăn xôi đỗ này, còn bước chân phải trước này. Trong tiệm này là có 9 cái bút ạ. Em có đi ăn xôi đỗ. Cảm xúc em rất là tuyệt vời anh ạ, bởi vì em vết được hết mặt 3 và gần hết mặt 4 của tuần thứ 3. Đấy là kỷ lục của em trong 12 năm đi học của em ạ. Cũng có một phần gia đình bên trong trong cái vòng tay này cảm thấy rất là tự tin hơn ạ. Thì em thấy cũng nhẹ nhõm hơn được một phần ạ. Hy vọng là sẽ được điểm cao. Tuyệt vời anh ạ, em biết được hết mặt gần mặt 4 của tờ 3 anh ạ. Em rất vui. Em thấy rất là vui vì cũng trúng tủ một chút ạ. Theo như em đánh giá đề văn ngày hôm nay thì khá là sát với cả đời sống thực tế ạ. Cả nghị luận văn học cũng rất là sát với cả lịch sử đất nước Việt Nam ạ. Em đánh giá đề thi năm nay là khá là dễ với cả đa số với cả chắc là ai điểm cao. Em thấy là đề thi cũng tương đối là ổn ạ, không quá khó. Hôm nay là em ăn xôi đỗ này, xong rồi lại còn bước chân phải trước này, xong rồi lại còn cúng gia tiên của cả nội và ngoại. Trong tiệm này là có 9 cái bút ạ. 9 cái bút là bởi vì là con trai là 7 vía, con gái là 9 vía. Cái vòng tay này là mang bên mình để cho thêm sự tự tin với cả là không cảm thấy sợ, bớt sợ hơn ạ. Cũng có một phần gia đình bên trong trong cái vòng tay này cảm thấy rất là tự tin hơn ạ. Em lên thắp hương bà và em có đi ăn xôi đỗ để củng cố thêm tinh thần mình sẽ vững chắc tự tin hơn khi làm bài thi ạ.